36. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 3 Việt Nam, Tổ Huyền Quang. Ngài sinh năm 1254, mất năm 1334, thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, tỉnh Bắc Giang. Mẹ ngài là Lý Thị, 30 tuổi mà chưa có con. Mẹ ngài lên chùa Ma Cô Tiên trên núi Cầu Tự. Đêm về nằm mộng, thấy một người cao lớn ném vào người bà một người mặc áo hoàng bào và đội mũ quan trong triều. Khi tỉnh giấc, bà đem sự việc hỏi thầy đoán mộng. Thầy đoán mộng cho bà biết là bà sẽ sanh ra quý tử. Bà mang thai ngài đến 12 tháng mà không sanh. Bà tưởng mình mang quái thai nên mua thuốc phá thai uống. Bà uống rất nhiều thuốc mà không phá được. Một đêm, bà nằm mộng thấy trong nhà mình sáng rực, có Đức Phật và Bồ Tát vào nhà. Sáng ra, bà sanh ra ngài. Khi sanh ra, con người ngài rất cứng cáp và khỏe mạnh và lớn rất nhanh. Lớn lên, ngài rất thông minh, nghe một mà biết đến 10. Cha mẹ rất thương yêu. Năm 20 tuổi, năm 1273, ngài thi đậu thủ khoa, được vua gả công chúa Liễu Nữ, nhưng ngài từ chối. Khi làm quan, sứ giả bên Trung Hoa đem văn chương ra thách thức vua nước Việt ta. Ngài đối đáp tuyệt hay, làm sứ giả Trung Hoa phải khâm phục. Năm 1305, ngài theo vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy pháp sư Pháp Loa giảng đạo, ngài nghe được bài kệ: quan quyền danh lợi buộc ràng, tu tiên nhận được an nhàn bồng lai, giàu sang nhất nước trần ai, Thiền Tông Đức Phật chỉ bày quê xưa. Thiền Tông không nói sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa não phiền. Lòng người bị đảo bị điên, chỉ cần thôi dứt niết bàn hiện ra. Dòng thiền của Phật Thích Ca đi qua nhiều nước hiện ra nơi này. Những ai đại phúc ngồi đây nhận được Phật tánh mới hay tánh mình. Tánh mình là của chính mình, đi tìm, đi kiếm tại mình quá ngu. Người ngu mới dụng công tu, đi tu mà được bỏ lưu chôn liền. Thiền Tông thiên hạ bảo điên, vì vậy tìm kiếm chỗ thiên lạy hoài. Dù cho lạy lục suốt ngày, uổng công phí sức, mệt ngoài tấm thân. Thiền Tông Phật dạy không cần, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, ngồi đó tìm kiếm uổng đời của ta. Lòng từ của Phật Thích Ca dạy nơi diệu pháp mà ta không màng, ngày đêm sáng tối lang thang, đi tìm đi kiếm không màng lại ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca dạy kinh Viên Giác vượt qua hải triều, tu thiền không tốn bao nhiêu, chỉ cần thanh tịnh là tiêu nghiệp trần. Khi ngài nghe Tổ Pháp Loa đọc 32 câu kệ nói trên, ngài giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông, nên xin với Tổ Pháp Loa viết lại 32 câu kệ ấy. Về nhà đọc đi đọc lại nhiều lần. Một hôm, ngài ngồi trong vườn thượng uyển nhìn con chim hoàng oanh hót. Vừa nghe tiếng hót của chim, bỗng thân tâm ngài như mất hẳn và rơi vào khoảng không vô tận. Ngài thấy và biết tất cả những thứ trong ấy, nên một tuần sau, ngài lên Trúc Lâm Yên Tử trình việc nhận biết của mình. Ngài được tổ điều ngự và pháp loa cho ngài biết là ngài đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Khi ngài ở Trúc Lâm Yên Tử, tổ điều ngự có huyền ký cho tổ pháp loa và ngài biết: dòng phái Trúc Lâm Yên Tử mà ta lập ra, ta là sơ tổ, pháp loa là nhị tổ, còn ông làm tam tổ. Sau này không ai rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh cả, mà chỉ có người đạt được bí mật Thiền Tông thôi. Phải đợi đến đời Mạc Thượng Pháp
Ở tại đất trồng mới có người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Cũng từ nơi đất trồng này, mạch nguồn Thiền Tông mới bùng đi khắp năm châu. Ngài nghe tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy như vậy, nên trở lại triều đình, tâu xin với đức vua Trần Anh Tông cho ngài tự quan để xuất gia và được đức vua chấp thuận. Trong đời làm tổ, ngài có viết ra nhiều ngữ lục. Chúng tôi sưu tầm thấy có bài kệ 34 câu dưới đây là nói đến chỗ cao sâu của Thiền Tông học này. Người đời thích được ngồi trên, để cho thiên hạ thấy trên mà nhìn. Ham chi danh ảo của mình, chi bằng theo Phật một mình ta đi. Danh lợi tìm có mà chi, chết rồi bỏ nó có chi còn hoài. Thiền Tông thông thả trần ai, không màng thế sự danh tài mà chi. Khi mình tắt thở một khi, luân hồi sinh tử thì mình chuyển luân. Vì vậy Đức Phật bảo dừng, luân hồi sinh tử liền dừng lại ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lòng này. Trước hết con cảm ơn Thầy dạy con thiền học đức dây luân hồi. Cũng nhờ Thầy dạy con thôi, nên đường sanh tử dứt rồi với con. Tử rồi tài danh không còn, chỉ có nghiệp chướng mới còn với ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca bỏ nơi địa ngục mà ra ở rừng, vì Ngài biết được pháp dừng, luân hồi sinh tử là dừng lại ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay con ngừng. Mừng vì con đã biết dừng, không ham vật chất là dừng lại ngay. Tại đây con nhớ ơn Ngài, phổ đi thiền học con nay ngộ thiền. Từ nay hết đạo hết điên, kính lại ba lại xin Ngài chứng minh.